Hello, chào các bạn nha. Các bạn ơi, thì hôm nay hai chồng mình sẽ làm chả giò nha các bạn. Thì cũng có một số bạn yêu cầu mình kêu mình làm chả giò đi. Thì hôm nay hai chồng mình sẽ làm chả giò. Thì nguyên liệu của hai chồng mình đã chuẩn bị sẵn nè. Đây là cái gì? Đồ cuốn chả giò. Bánh trắng xốp nha các bạn. Cái này để cuốn chả giò nha các bạn. Thì chả giò thường thường mình có hai củ môn. Mình môn thì mình sẽ sắt ra sợi nha các bạn. Mình sẽ cuốn xong mình chiên. Nhiêu này 30 ngàn thịt heo đó bạn, mắc lắm bạn ơi. Thịt heo giờ mắc chưa lắm. 30 ngàn có nhiêu đây à? Một ít đậu. Đậu này giờ mình đem đi luộc cho nó chín nha bạn. Cái này đậu xanh các bạn, đậu xanh người ta bóc vỏ ra hết trơn rồi. Môn này mình sẽ gọt vỏ gai, mình sắc sợi các bạn. Thì thường thường mình chiên chả giò, mình sắc sợi, mình chiên, mình trộn với thịt bằm và đậu xanh với môn á, chiên ăn rất là ngon luôn nha bạn. Thì mình có chuẩn bị hai củ môn. Thịt heo này mình sắc mỏng ra, sắc lát mỏng ra, bây giờ mình bầm cho nhuyễn nha các bạn. Thịt heo này mắc lắm các bạn ơi, hồi sáng mình đi chợ mua như 30 ngàn các bạn. Nói chung là thịt giờ mắc lắm, thịt bò cũng vậy, thịt heo cũng vậy nữa. Giờ môn mình sẽ sắc sợi, bào sợi ra nha các bạn. Bào sợi thì mình sẽ cuốn cho nó dễ. Còn mình sắc mỏng sợi sợi thì nó dày quá, thì mình chiên lâu chín nha các bạn. Ok, giờ xong rồi mình sẽ trộn thịt heo. Ủa, thịt heo mình luộc mà. Thịt heo trộn chung luôn. Môn mình đã bào xong các bạn ơi, thì đầu mình đã luộc chín luôn rồi. Thì thịt heo mình để nguyên thịt sống nha bạn, mình trộn chung đều cho mình sẽ cuốn mình chiên á. Thì mình trong lúc mình chiên chả giò thì thịt nó sẽ chín luôn nha bạn. Thì mình trộn thịt sống nha, chứ mình không trộn thịt chín. Mình đem thêm một ít hạt nêm cà no cho cái mùi vị nó dễ ăn chút xíu nha các bạn. Thì cái này mình không nêm gia vị á, thì cái chả giò nó không có ngon nha. Thì một ít hạt nêm và no và bột ngọt và một ít đường. Thôi mới ra. Ok, giờ cái này là cái khâu quan trọng nha các bạn. Mình sẽ cuốn bánh tráng. Ủa cái này bánh tráng xốp. Mình lộn hoài luôn. Ủa cái này nhiều cái nè. 30 cái không à. Bây giờ mình sẽ cuốn nha bạn. Ôi nó mỏng lép các bạn ơi. Đó, một miếng thôi. Mình để ở đây đi, mình cuốn. Ủa nó hao miếng. Em biết cuốn không? Chứ không biết trời. Thôi anh cuốn được nha. Đấy bạn, thì bánh tráng nó mỏng lép các bạn, nó y như là cái khăn giấy mình luôn á, nó rắn tươi à. Đây, bây giờ mình chia sẻ chỗ ta mình cuốn nha. Được không em? Nhiêu được chưa? Được á. Được hả? Được chưa? Ok, thì là được phải không? Cứng tay. Mình cuốn sao? Cứng tay. Bóp này được không? Bẻ hai cái đầu vô. Bẻ hai đầu này vô. Em làm vô xong nó em dạy anh. Đó. Cũng đẹp chứ rồi nè. Anh cứ chắc chắc tay vô một chút. Anh cuốn hơi dài vậy đó. Dài hả? Cái đó cuốn anh ăn luôn. Ôi, anh cuốn dài dữ vậy. Đấy bạn, thì bánh tráng mình đã chả giò đã làm xong các bạn, cuốn rất là đẹp luôn. Thì mình làm mình khen mình thôi chứ vợ mình không khen, vợ mình chê xấu luôn các bạn ơi. Bánh tráng này mình bỏ nhân vô các bạn rồi mình sẽ cuốn nha các bạn. Đó, đẹp quá ta. Có kinh nghiệm chưa? Có rồi nè. Có kinh nghiệm. Đó, mình sẽ cuốn lại như vậy nha các bạn. Thì bánh tráng này rất mỏng, nó dễ đứt, mình rất là kỹ luôn các bạn. Đó, thì mấy cái đầu tiên nè. Nè, cái của anh nè. Này, cái của mình làm hồi nãy các bạn. Đó, thì làm cái thứ tư mới có kinh nghiệm chút xíu rồi đó. Thì một thao thịt luôn các bạn ơi. Nên mình cuốn rất là nhiều nhiều chả giò luôn á. Nhìn thấy ngon ha. Cuốn rồi, cuốn sao? Cái thứ tư, cái thứ năm này cũng có kinh nghiệm chứ bộ. Nó nhỏ lên xíu nữa không? Cái thứ sáu, cái thứ bảy là cuốn xong là không còn thì nhìn thấy chả giò luôn. Đó. Các bạn, cái thứ ba này có kinh nghiệm được chút xíu nữa các bạn ơi. Thì một bịch bánh trắng xốp này nó rất là nhiều cái luôn bạn, khoảng 30-40 cái là mình cuốn rất là nhiều luôn. Đây, thịt này, một thao này cũng rất là nhiều, cuốn ra rất nhiều cái luôn nha bạn.
giờ mười mấy cái đó các bạn. Thì cuốn có cái ngắn, cái dài, cái ngắn, cái dài các bạn. Thì nó không được đẹp cho lắm mà chút xíu mình thử thưởng thức cái mùi vị đó thôi. Đẹp thì không quan trọng, thì quan trọng cái mùi vị của chả giò nó như thế nào nha. Cuốn xong được một dĩa chào bá luôn các bạn ơi. Giờ mình đem lên mình chiên nha. Thì mình cuốn nó hơi bị xấu chút xíu các bạn ơi. Thì quan trọng cái mùi vị nó như thế nào, có ngon không nha. Giờ cái chảo mình bắt dầu lên mình chiên. Này được nhiêu cái em, được 50 cái không? Không. Chắc được cỡ 50 ạ. Một dĩa chứ không lên 50 cái ta. Cỡ 50 cái. Tại này, vì dầu nhiều. Hai lớp của nó, hai bọc của nó là được 60 cái, chắc còn dư cỡ mười mấy cái. Dùng mấy cái à. Như này ăn ngập mặt luôn rồi. Ăn no miệng luôn. Ăn ngập mồm luôn. Ngon lắm. Ôi chảo luôn. Nước đổ nửa dầu nữa em. Như đủ rồi. Cho nó trôi nổi á. Mình cho trôi nổi mình chiên, cho trôi nổi nó nhanh chín thôi. Rồi hết dầu luôn. Quất cái chai dầu. Nửa chai, gần nửa chai. Nửa chai dầu, sạch chai dầu luôn. Cho sang luôn. Chiều nay má la chết luôn. Này nhanh chín mà. Này khoảng chừng 2-3 phút rồi chín giòn. Nó sắp chín chưa. Này mình làm nước mắm mình chấm ha. Nước mắm chu cay á. Chấm chắc ngon hơn. Bung ra luôn à. Đã xấu mà còn bung ra nữa. Chả giò chuyển màu bạn ơi, màu vàng rất là đẹp luôn. Này giấy chín nè em ơi, giấy kem ơi. Chín chưa? Chút nữa. Cho chín vàng đúng không ạ? Ừ, nó vàng nữa mới đẹp. Nó bung ra luôn à. Cái này nó tại nãy em bỏ vô luôn. Cái đó nãy cho anh làm á, nhìn nó xấu vậy. Nó xấu như anh vậy. Chín à. Chưa đâu. Cái này còn nhiều lắm bạn. Nãy cái này khoảng đâu, cái này chiên mười mấy cái luôn á. Cái này gần 20 cái, cái này hơn 50 cái luôn. Hấp dẫn ha. Sắp chín rồi. Chuyển màu chín các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vớt da nha. Vớt da nha. Ngon quá ha. Ừ, như là mình chiên á, cái nó bung ra đều ha. Hồi nãy mình cuốn á, thì nó bị nó chưa có chín á, nó còn ốp lại. Nó bị mềm mềm như vậy nè. Thì chín nó giòn thì sẽ bung ra như vậy các bạn. Thì mình chiên được cái lần đầu được mười mấy cái nè chín á. Cái này nhiều mình chiên hai ba đợt rồi. Chắc giòn lắm em. Giòn. Mình làm nước mắm chấm ha. Ừ. Vừa nói vừa chảy nước miếng luôn. Hey. Ok, giờ mình sẽ chiên tiếp tục nha. Mình chiên chín xong mình đem ra review nêu cảm nhận cái chả giò của mình nó như thế nào nha các bạn. Ok thì chả giò mình đã chín xong với bạn ơi. Bây giờ mình đem ra mình làm nước mắm mình review thưởng thức cho bạn biết cái mùi vị nó như thế nào nha. Nhìn cũng ngon á, vàng khè lắm ha. Nhiều quá, được nhiêu cái này em cứ đếm không? Quá trời ơi. Ăn thử chưa? Thôi để chút xíu ăn thử, dám nước mắm ăn thử luôn. Nhìn ngon quá trời luôn. Cái này mình để đậy nắp lại bạn, mình để ngoài nó vô gió mềm hết ngon nha bạn. Các bạn ơi thì chả giò mình đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ mình review nêu cảm nhận cho bạn biết nha. Chả giò mình chỉ ăn bóc thôi chứ không ăn đũa không ngon đâu. Chả giò mình là làm cái xấu cái đẹp, cái xấu cái đẹp. Giờ mình làm cái này mình chấm nước mắm nha. Mời bạn nha. Giòn lắm. Được không? Cái này mình lấy đũa không ta? Mời các bạn nha. Thôi cái giò này bóc tay đi cho nó lịch sự. Đã lắm. Ngon hay không? Bột quá à. Cái bột của môn đó rất là ngon các bạn. Mềm xè luôn. Mình bỏ môn với đậu xanh với thịt heo các bạn. Mình chấm với nước mắm cực kỳ luôn. Cái này giòn mềm. Với chả giò mình làm theo yêu cầu của có hổm có các bạn. Các bạn kêu mình yêu cầu mình làm cái chả giò các bạn, thì hôm nay mình đã thực hiện cái chả giò. Thì chả giò mình nhân nó không bằng phải môn nữa bạn, với thịt heo với đậu xanh nha các bạn. Nên mình chấm với nước mắm rất ngon. Cái này mình ăn với bún á. Ăn bún với nước mắm cũng ngon các bạn. Mình mời bạn nha. Cái bột bánh tráng xốp ở ngoài các bạn rất là giòn luôn. Cái món này mình làm nó giản dị thôi chứ mình không có làm cầu kỳ như người ta. Ngon. Ngon. Em làm mà. Nè. Đấm món nha. Ăn. Nè.
nói chung là giòn ngon các bạn. Thì có cái cục, cái dài, cái cục cái dài là mình không có chuyên nghiệp gì làm mà cái chả giò này mình cuốn được như vậy là rất mừng mừng vui luôn các bạn. Thấm mốc là phê không? Chua chua ngọt ngọt các bạn. Cái nhân môn giọng ăn rồi, thấy kính cực kỳ ngon. Môn cũng dẻo. Ừ, môn dẻo. Cái này môn sáp à. Ngon quá trời luôn, không biết nữa. Nó giòn không anh? Ừ. Cái giòn thì nó giòn cái bánh bánh này thôi. Bánh ngoài thôi, còn phía trong nó cái bột à, cái lọc lọc. Cái phai môn nó mềm các bạn, mềm dẻo ngon lắm. Ngon. Cái này mình ăn như cái bún này cũng ngon. Nói chung là cút chả giò mà thì chỉ ăn ăn chung với bún thôi mới ngon hả các bạn. Giờ mình ăn các bạn ăn chả giò nó mỏ bóng luôn mà không ấy. Thì cái màu vàng nó rất là vàng. Thứ là cái màu nó đẹp đúng không bạn. Nói chung là cái chả giò ở miền quê nó khác hơn chả giò ở chỗ nơi khác. Như là làm nó có kinh nghiệm vậy đó. Ăn nó mỏ bóng luôn. Ngon. Ngon ngon hoài, tự làm tự khen à. Không ngon không bạn? Không ngon. Cũng lần đầu tiên mình làm á các bạn. Ăn mà mỏ bóng mà rất là giòn đó bạn. Với lại ở ngoài người ta bán sao? Người ta bỏ củ sắn gì ta? Củ sắn chứ người ta làm môn đâu. Người ta làm bán mình ăn hết. Ừ, củ sắn với đâu có thịt đúng không? Đâu có gì không? Củ sắn không à. Ừ. Mà không ngon bạn ơi. Không ngon, tự mình làm nó ngon các bạn. Hay đó mà cái màu cũng như là cái nhân nó rất là ngon, nó rất là đặc. Cái mùi vị nó đặc trưng đó các bạn. Em thấy mỏ anh bóng không? Bóng, anh thấy mỏ anh bóng không? Mỏ anh đó lòm chứ bấm gì. Mà cái mỏ mình đang thui bầm thâm đen các bạn ơi. Mỏ vợ mình sao? Đó lòm. Mỏ anh bóng nè. Bóng. Ừ. Đúng không nè. Hôm nay cái món chả giò của hai chồng mình làm á, phía ngoài nó giòn các bạn, với cái bột cái nhân môn á nó dẻo là béo ngon các bạn. Thì hôm nay hai chồng cũng muốn chia sẻ với các bạn là cái món chả giò tự làm nhà, còn ăn ngoài quán người ta làm bằng củ sắn không mà không có ngon. Thì cái chả giò này mình làm bằng đậu xanh đó các bạn. Đậu xanh người ta bóc vỏ ra với môn sáp với thịt heo bầm trộn chung hết rồi mình cuốn rồi mình chiên đó các bạn. Ăn rồi ăn rất ngon, các bạn làm ở nhà cũng dễ làm nè. Thì các bạn nào có thèm á thì đừng nên cơ quán nó làm bằng củ sắn nha, không ngon các bạn. Thì các bạn làm nè, tự làm nhanh gọn lẹ nữa. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của hai chồng mình tới đây. Nếu các bạn thấy hay, like và đăng ký ủng hộ cho hai vợ chồng mình nha, để hai chồng mình có động lực làm những video hay hơn. Thì các bạn có món nào mà nhân giả hay là nó gây ghé tiền á thì các bạn cứ bình luận phía dưới thì hai chồng mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của các bạn nha. Clip của hai chồng mình tới đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bye bye các bạn.